Ok, chào mừng các bạn đến với channel của THT. Hôm nay là thứ ba và hôm nay mình sẽ làm video về thử thách. Cho hôm nay thằng giúp cho bên nhà mình có bận số việc, mình thì có thể làm một mình ở đây. Và video hôm nay mình sẽ làm là thử thách xem video kinh dị. Nói thật ra mình cũng muốn làm video xem những video hài hước nhưng cho một mình, nên đây là thời cơ để mình có thể làm video thử thách xem video kinh dị. Vì mình chỉ có một mình nên tạo ra những tình huống khá là bất ngờ và hơi đáng sợ. Và trước khi mình bắt đầu làm video, các bạn nhớ like và subscribe cho mình và ấn vào mô tả để nhận thêm video mới. Mình sẽ bắt đầu đây. Sau khi mình tìm kiếm video cái gì, mình đã tìm ra một cái video để mình có thể xem. Và mình sẽ bắt đầu làm ngay bây giờ đây. Sau khi mình bắt đầu tìm video cái gì, ở đây là video mình đã tìm kiếm xong. Và video này là một phần của đoạn trích phim Lửa Hái Tử Thần. Phim này kể về những cái chất kinh dị và một số vụ tai nạn thảm khốc. Ok, mình bắt đầu mở đây. Rồi, nó bắt đầu lên Final Destination. Cứ cầm cái xương này là mình thấy mình nổi da gà luôn à. Tép thịt, tép xương lòi ra tạo như bắt khớm luôn à. Không tin được. Quá đáng sợ luôn, phải không? Bức tượng mà bị rớt xuống trúng ngay đầu, tén đầu rồi. Bắt lớn người. Cái đèn laser chứ mình phá cháy luôn con mắt. Tôi xin tay nó khó à. Em mình sẽ các bạn xem đây. Hỏi cho các bạn thấy rõ cái con mắt bị lòi ra gì để bật hướng. Mình sẽ tiếp tục đây. Cái đèn kẹt kẹt nó bắt nước như tặng nó vâng như sẽ chánh đổi sáng lại. Mình chỉnh hơi gió rồi. Phần 2. Bị sợi dây quấn xí cổ chứ. Xíu nặng quá có mắt thịt đỏ luôn.
có lá chéo nhưng mà không chết tới được. Bị một mảnh bỏ máy tính nổ ra sao nó bắn người cổ của bạn. Mà không hiểu cái gì mà làm sao cho cái xe nhỏ cháy được. Bà ta kén trong cái khăn mà ngờ kéo luôn cả cái những con dao đâm xuống bà. Thời gian hai bà này sắp bị cháy rồi. Rồi gõ trúng cho nó mấy bà này. Rồi mấy bà này nóng quá nè. Dạ, nó bị phỏng nặng rồi. Mình sắp chịu không nở đó. Cháy thành lửa luôn rồi, thấy không? Mấy hộp này nếu nó bị cái vật gì cản để cho nó lâu quá nó rất là nổ. Cứ đầu nè. Mẹ say mắng lên rồi mẹ cũng không muốn ngủ nữa. Fuck you. Nah. Ha. Ra là phần cuối nè. Mày hỏi lên trên đường thì mày lại gói cái gì. À hôm nay chị bị chiếc xe tải lôi kéo. Thì còn phát mạnh phá cái này nó bị cháy luôn rồi. Cháy bắn người nóng. Trời ơi, đã. Bơi lội. Ông bị hút vô đây dưới đáy cái phòng bơi. Trời áp xúc. Ông này ảo hôn thì cứ nhờ ai cứu được ổng đó. Trời kiểu này ổng chắc là bể ra tắt là vô sinh mãi mãi lắm. Ờ sắp to đời rồi. Ờ lớp kéo bà rồi. Gì dạ. What the hell? Cái biết của ổng có đồng tiền nữa. What?
lời dụ gì nữa đây? Oh shit. Nát cả bể đầu rồi, nát xương. Đợi bể cổ, đầu bể luôn cái đầu. Bóp nó cầm. Rồi không nhận mất video. Cái gì vậy luôn. Mình nhìn thì cũng không muốn ngủ luôn à. Các bạn nhìn vô thì chắc bạn mấy bạn cũng không muốn ngủ luôn cái gì. Và chồng mình coi mấy cái đó mình nhìn muốn đổ da gà hết. Nhưng cái video mình vui nhất là mình có thể làm video cho các bạn coi. Ok, video đến đây là hết. Chào các bạn vào ngày mai. Ngày mai chính là video hướng dẫn. À, mà còn chưa nói các bạn là thứ 6 tuần này. Thứ 6 tuần này video của mình sẽ có chuyên mục mới là thí nghiệm. Nó sẽ giúp bạn tìm hiểu sâu sắc hơn về hóa học. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon. Tạm biệt các bạn.